Nhà có sơ mớp đừng bỏ uổng nha. Cái này là cái mớp, trái mớp mà mình lấy hết hột bên trong ra rồi. Cái trái mớp giống đó thì còn lại cái sơ như thế này nè. Bây giờ hiện tại là tháng 11 rồi đó cô chú anh chị. Mà trên vàng mớp mình cũng còn trái nhiều lắm nha. Chút xíu nghệ nè, chút xíu dầu ăn vào mình tán đều ha. Rồi con gà thì mình rửa sạch sẽ rồi. Hello cô chú anh chị em và các bạn, hôm nay cùng hai má con mình đi chợ Foodnet Supermarket nha, ở thành phố Soliano nha cô chú anh chị. Nay đi là kiếm mua con gà, con vịt. Gà thì giờ mình về mình làm gà hấp mớp, còn vịt thì về chắc mẹ găm gừng. Khoai môn mẹ. Khoai môn này mua gì à? Nấu canh đi, mua chừng phao 2 phao thôi, 1 phao 1,5 đồng nha cô chú anh chị. Đó, này rẻ nè, 1,5 đồng là rẻ đó. Dạ, bà cốt có ăn này lắm, mấy củ gì ngon. Nước cũ tròn tròn vậy nè. Còn khoai này thì bán 2,99 đồng là 3 đồng ha. Còn củ mì nè, củ mì có 99 cent nè bà nội. Mà sao thấy tới hai loại mì luôn nha mẹ, phải không? Phải kia củ mì nữa nè, không phải của mình không đó, phải củ mì hả? À, để em coi coi. Còn khoai của Nhật thì 1,69 đồng nè. Khoai này giống nãy con rửa luộc phải không? Bên này thì có nhiều loại khoai lắm, còn cái khoai này là khoai mật nha, khoai này là nước khoai khoai nhão nhão á cô chú anh chị. Cái này là 3 đồng 1 phao. Cái này là củ từ nha. Thuận nhìn thấy giải giải tưởng đâu giống củ mì. Còn này là khoai lang, à, khoai tây chứ, khoai tây 1,49 đồng phao. Mày chắc lựa 2 củ khoai tây đi. Bây giờ bên Mỹ đang là màu hồng nha cô chú anh chị. Hồng này là hồng gì đây? Hồng giòn, cái phòng Fuyu này nè, cái loại hồng này ngon nè, 1,29 đồng phao ha, hồng Fuyu. Còn hồng này là hồng trứng, hồng này là để người ta làm hồng treo gió nè mẹ. Thấy giờ trên mạng đang rần rần hồng treo gió, hồng này thì 1,29 đồng phao, cũng bằng giá nhau ha. Này là loại quýt nè, quýt ngọt nha, quýt này ngọt lắm. Còn gì đu đủ, hai trái này 13 đồng. Apple thì mình mua cái loại Fuji Apple này nè các bạn, cái loại này giòn ngọt ngon lắm. Còn này cũng Fuji Apple nữa nè, mà trái này nó nhỏ, thơm ghê á. Mấy cái trái Apple nó thơm. 1,69 đồng phao đu đủ. Đu đủ này đa số là của Mỹ nhập qua á cô chú anh chị. Hạt dẻ này mình mua về mình luộc hoặc là hấp lên hoặc là rang bơ lên cũng ngon á. Chú quạ này làm chú xào ngon. Đúng rồi, chú làm chú xào. Chú này chú quạ làm chú xào ngon lắm rồi. Mía này là mía tây nè. 4 đồng một cây á. Mía 4 đồng cây á cô chú anh chị. Giống mía Việt Nam mình không? Mía này dạng mía Tây nha, 4 đồng cây mía nè. Cam này nè cô chú anh chị, cái loại cam Devil Orange này, cái loại cam này ngọt nha. 5 đồng một túi. Một túi vậy là không biết nhiêu phao, không phải để phao à. Bây giờ mình đi vào bên trong đi mua con gà, con vịt. Nho xanh cũng ngon quá nè, 3 đồng phao. Wow, nho hôm nay ngon nè cô chú anh chị. Có tính mua rau cần về ba xay nước cho ba nó đó. Hấp bầu xanh, rau cần, dưa leo, 1 đồng một cái. Đậu phộng nè, phỏng mua về luộc, lượng bó cải thìa đi,
Cái cây này là cây tiếng vua nè, hồi đó mình Ừ, cũng không cây biết tiếng nha. vua. Sau Tôi này tự mình nó má mình biết nói mình mà. mới biết cây này là cây tiếng vua, rau tiếng vua người ta phơi khô đó, người ta làm gỏi đó. Cái này là cây tươi á, cô chú anh chị nhà mình Vậy hôm hỏng mùa sao? hè có trồng. Cái này tươi thì mình mua về mình xào ha. Quế, ngò rai. Dưa leo 1 đồng 29 cent phao. Dưa leo này là giống dưa leo Việt Nam mình nè. Nam đó. Còn dưa leo này là dưa leo Mỹ 79 cent trái á. Dưa leo này thì ngon nè, vỏ mềm, Đó. 2 đồng 69 cent phao. Hốt là cái loại nó vậy phải không? Đậu bắp nè cô chú anh chị 3 4 đồng một phao ha, 3 đồng 99 là 4 đồng phao. Đậu bắp này là trồng tại đây ha, lựa một túi đi. Mua luôn đi ha. Ghé đây luôn chứ mất đi về nhà đi nhiều cái Ừ. đồng nữa. Cái này là trái 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 lê Lê á. á, mua một thùng vậy nè. 28 đồng cho một thùng lê cô chú anh chị. Ở chợ có bán đậu hũ nè. Đậu hũ vô lon sẵn ha. Đậu hũ non á. Đậu hũ nước đường á. Cái này sữa đậu nành. Con vịt hả? Đúng rồi, 16 đồng con, 17 đồng. Cái Lượm miếng thịt ba chỉ đi. kia mua thịt có Xương hồi 2 qua nó đồng một lẫn rưỡi một quả bao. không biết nấu gì ăn thịt kịch nó chết. Giờ mình đi qua cái hàng đồ khô đi. Không phải cà phê này nó giống như dạng cá lù đù á, cá lù đù vàng. Cái nó vàng vàng nè. Lương. Rồi cá kèo kìa, coi cá kèo bán nhiêu bịch đi. Phải này 5 đồng 99. 5 đồng 99 cá kèo. Khác nữa ha. Người khác nữa nè mà. Bỏ mình mua 40 loại túi bữa ba nay nó đồng mấy á? 3 đồng 5 mấy. 3 đồng 59 một cái. Mua đợi. Người 16 khác. 16 cái. Nguyên túi này đây để em coi. Giá đâu mày. Mày yêu thích của em bé. Mày yêu thích của em bé thôi em bé. Gì? 17 đồng con. Bữa đó để gì? À, lấy con đó đi. Cho nó lên luôn á, Lên đó, lên đúng máu luôn không? Ở nhà đó. Nó tươi đó. Cái này là riêng mà cái hiệu Kim Sơn này. Đây má mình nói bò riêng cái hiệu Kim Sơn này ngon nè cô chú anh chị. Một bịch vậy là họ bán bao nhiêu đây? Để mình coi coi. Nó có hai loại nha, màu đỏ với màu ấy. À, 13 đồng. Đúng Ba rồi. cái, ba cái 13 đồng hả? Ừ. Ừ. Ba cái mà 13 đồng. Ba túi vậy nè. Tính ra cũng rẻ chứ hả? 5 đồng 99 ha. 6 đồng. Mà mình mua ba cái thì nó có lợi hơn. Ba cái là được cái đó. Ừ. À, thì hai cái là 12 đồng mà mua ba cái là 13 đồng, lời được một cái. Này có muốn nấu phở rồi đó, Ừ, vô đây bữa cũng nào được. có nấu phở mình lên đây mình mua. Cái này là thịt bò viên. Cái này là thịt heo. Còn cái này là viên gân, bò viên gân ba loại. Một Bởi cái là cái heo đỏ là viên. ngon nhất á.
Dạ, một cái heo viên, một cái bò viên, một cái là viên gân. Cái này ngon hả mẹ? Cái này nó có gân đúng không? Cái đỏ này là có gân đó. Dạ. Để bò viên gân nữa thấy không? Dạ. Vậy là có ba loại ha. Ai không ăn bò được thì ăn heo. Ừ. Hiệu Kim Sơn ngon hả? Cái này là mạch nha nha cô chú anh chị, cái này mình mua về mình bỏ vô cái miếng bánh tráng rồi bỏ dừa vô nữa. Hôm nay bán có 2,5 đồng, 2,5 đồng à, rẻ đó chứ. Cái này là xương sáo nè cô, cái này xương sáo, xương sáo này nó đậm đặc hơn ha. Dạ. Cái này xương sáo trắng, xương sáo trắng, còn xương sáo đen, sáo đen chè mè phủ là chè mè đen á. Rồi giờ mình ra tính tiền ra về cô chú anh chị ơi. Đi mua có con gà, con vịt thôi đó. Sao ra dữ vậy trời. Chứa nữa nè. Thường Phượng thấy á, bên này á, mình ít mua được cái con gà giống như Việt Nam mình đó các bạn. Cái con gà mà cái da vàng vàng đó. Bữa nay thì mình chế ha, mình cho chút xíu nghệ nè, chút xíu dầu ăn vào, mình tán đều ha. Rồi con gà thì mình rửa sạch sẽ rồi. Cái mình thoa cái hỗn hợp này nè lên da con gà, tạo cho cái da con gà nó cái màu vàng vàng, khi mà mình hấp mình luộc lên gì đó cái da nó cũng có cái màu vàng, nhìn nó bắt mắt hết các bạn. Mình chịu khó mình thoa cho đều hết cái bề da của con gà luôn nha các bạn. Ở đây Phượng có chuẩn bị chút nấm nè, rồi một chút tỏi, rồi củ hành tím ha. Sau đó thì mình sẽ dồn vào bụng con gà nha, và mình dùng cái khâu á, mình khâu lại ha. Ở đây Phượng dùng cái xuyên Phượng khâu lại nè. Rồi sau đó thì mình sẽ hấp ha. Ở đây Phượng sắp chắc là tầm khoảng 15 phút trước nha. Hello cô chú anh chị em và các bạn. Bữa nay ra ngoài vườn thu hoạch mớp nha. Thu hoạch mớp vô nhà chút xíu cái mình làm cái món gà hấp mớp ăn. Bây giờ hiện tại là tháng 11 rồi đó cô chú anh chị. Mà trên vàng mớp mình cũng còn trái nhiều lắm nha. Mớp khía nữa nè. Dưa leo. Dưa leo này là giống dưa leo của Hàn Quốc ha. Còn mớp này á, là mớp hương mà có loại mớp trái ngắn nha, chứ không phải trái dài nha cô chú anh chị. Mấy cái trái này là hái vô vừa, trái đằng kia là nó hơi lớn đó. Đằng kia còn trái nhỏ 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 nhiều lắm kìa. Trên vàng cũng còn trái nhỏ nhiều lắm. Giờ cắt trái này đi. Cái trái này vô nhà mình làm gà hấp mớp ăn. Trời ơi, trái mốc nó to dễ sợ chứ. Ồ dạ. Trời mùa thu gió mát mát cô chú anh chị. Cắt luôn trái này đi ha. Chắc 2 trái là đủ rồi. Wow, 2 trái mớp thơm dễ sợ nha. Thường thường á, Phượng thấy làm gà hấp mớp á, theo kiểu quê mình á, thì mình làm mớp hương nó sẽ ngon hơn mớp khía, nó có cái mùi thơm hơn. Cái chỗ này là anh sang trồng mớp nè, với lại trồng mớp hương, mớp khía, bí đao, dưa leo. Dưa leo mấy trái này chắc cũng hái được rồi chứ. Mớp khía rồi trồng thêm cái này nữa nè. Cái này là cái gì tự nhiên đang nói quên, khoai mỡ đó. 2 cái trái này là mình đủ nấu một nồi gà hấp mớp rồi đó cô chú anh chị. Chia sẻ với mấy chị là nhà có sơ mớp đừng bỏ uổng nha. Cái này là cái mớp, trái mớp mà mình lấy hết hột bên trong ra rồi, cái trái mớp giống đó thì còn lại cái sơ như thế này nè, thì mình sẽ để dành mình làm cái bồ nhùi để mà rửa chén ha. Cái này mình rửa chén rất là sướng lắm luôn này. Đây nè, nhà mình sử dụng cái cục này là để rửa chén nha cô chú anh chị. Cái cục sơ mớp đó, khi mà mình
mình rửa xong rồi cái mình dắt lên rổ á, thì cái bùi nhùi này nó khô ráo lắm, nó không có còn ướt giống như là cái loại mà mình mua rửa chén ngoài chợ. Khi mình dắt lên đây nè, mình để một hồi là nó khô ráo, nó không có còn ướt nữa cô chú anh chị. Nó không có giống như mấy cục bùi nhùi mà mua ngoài chợ ha. Cái này thì vườn nhà mình á, mà tới mùa mà mình thu hoạch mớp giống á, mình nên giữ lại một cái mình nên giữ lại một cái sơ mớp như thế này ha, để mà mình làm cái đồ rửa chén rất là tốt. Cái này mình vừa tiết kiệm mà lại vừa organic, lại vừa tốt nữa nè, không có đọng nước ở trong cái đồ rửa chén, thành ra là mỗi khi mà mình rửa chén cái miếng này nó khô ráo á, nó sạch lắm, nó không có vi khuẩn bám vào ha. Sau khi gà hấp xong được khoảng 15 phút 20 phút, cái Phượng cho thêm cái phần mớp vào ha, là cái gà nó cũng mình là cũng đã gần chín rồi đó, mình cho thêm mớp vào để cho nó thơm á. Gà hấp mớp này lần đầu tiên Phượng cũng mới làm thôi, ở dưới quê mình thì mình hay ra ngoài hàng mình ăn đó, thành ra mình cũng ít có làm lắm, nhưng mà cái món này là đặc sản của quê mình ha, gà hấp mớp có mớp hương vào nó thơm lắm. Mình cho ít thôi, không có cần nhiều, một chút xíu cái mình ăn cái lẩu á, mình cho thêm ha. Rồi bây giờ thì mình để nắp lại, mình hấp thêm tầm khoảng 5 phút 10 phút nữa ha, tùy theo con gà mình lớn nhỏ mấy chị. Phải kẹo không? Cái bánh bánh á, bánh á mày được thì được. Vậy đó hả? Video chia sẻ của gia đình ăn tánh Cali đến đây xin tạm dừng. Phượng cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của cô chú, anh chị em và các bạn rất là nhiều. Các bạn xem kênh ăn tánh Cali thấy chia sẻ của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một cái like nha, một cái đăng ký kênh và đừng quên ấn cái chuông bên phải để mỗi khi mà kênh ăn tánh Cali phát video lên thì cô chú, anh chị em và các bạn có thể xem được nhé. Gia đình ăn tánh Cali xin kính chúc cô chú, anh chị em và các bạn thật thật là nhiều sức khỏe nè, vui vẻ, hạnh phúc và an lành bên người thân yêu và gia đình. Giờ thì mình xin bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào những video chia sẻ kỳ tới nha. Một lần nữa Phượng cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi đến hết video này của gia đình mình luôn. Bye bye, thank you.